Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Yến Nhi TV. Gay. Giờ là mấy giờ anh Cường ơi? Bây giờ 8 phút. Vậy là còn tầm 17 phút nữa là sẽ tới giờ tập trung. Bây giờ tụi mình sẽ ăn sáng mà bánh mì Usbla với lại nước ngọt. Dạ. Thích nhái không? Ê ơi, mày đi quay hay bị trộm vậy? Sao ý kiến không? Bận đồ vậy mà rồi gặp cô Minh Hiếu hoàng tử của người ta. Sáng sớm thì xuống dưới mình cũng phải đi vô cái sạn. Wait a minute. Xuống dưới mình cũng phải đi vô cái sạn mình. Mình cất đồ này kia thì lúc đó mình lên đồ sao, mình make up sao? Đủ đi ăn trộm vàng không á? Không có đi gì cũng được nè, có bỏ ít nhất hơi như này hả, ít nhất hơi như này bằng đồ như bóng đồng thiên á. Gay. Bây giờ là mấy giờ anh Cường? Giờ là 8:03. 8:03 và tụi mình đang ở trên xe để di chuyển xuống. Và như thay thường các bạn đã thấy là hôm nay tụi mình sẽ đi Tiền Giang. Mình đi làm gì thì tiêu đề đã trình bày hết rồi, bây giờ tụi mình đi trên đường đi. Ok. Very boring minutes later. Xin chào quý bà con, mình đã quay trở lại sau gần 2 tiếng cho tụi mình tới Tiền Giang. Đây là giờ tụi mình đang lên khách sạn để cất đồ, sau đó tụi mình mới đi quay. Ta-da! Tắm rửa sạch sẽ rồi, make up các kiểu rồi. Bây giờ tụi mình sẽ đi ăn trước, rồi sẽ kéo qua nhà idol. Sắp được gặp idol rồi, mọi người ơi mừng quá. Đâu rồi, đâu rồi? Ủa, như này không? Rối quá nè. Bây giờ mình sẽ vô đây ăn, không biết đây có gì ăn ngon lắm mọi người ơi. Happiness. What the fuck was that? Chị xét cho, cái gì á? Cái gì? Ờ, ghê quá à. Ôi, đâu có lời đâu. Có lão nhỏ đi nhấp té đụng cho người ta vậy nè. Có em hả? Đi chưa hả mày? Em dặn đâm không? Chứ em mà không bị ướt ướt đâu mọi người, là em ăn mẹ rồi này đâu mọi người. Tối nay là mọi người đi chơi thoải mái. Thôi đi đừng có xào. Ok mấy bạn ơi, thì bây giờ bà Thi cũng đã quay xong rồi. Tụi mình sẽ dắt cô đi ăn. Cô recommend cho tụi mình là quán Lúa Vàng. Hồi sáng thì tụi mình cũng định đi nhưng mà đi tới lui đi hoài đi hụt, cho nên là bây giờ sẽ đi lại. Và dưới sự chỉ dẫn của cô. Đây, cô đang ngoài kia. Trời 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 Cường. Lẹ vậy Cường. Cô cho được bộ xi men với lại không cộng dây rồi bị mua chuột luôn rồi hả? Thì bây giờ như vậy mà còn không yêu nữa thì yêu cái gì giờ? Đúng không? Ok. Cô mang trên lạnh dòng đời như nước mưa, chợt trơn trắng đen. Làm gì đó, quay đi ăn với cô thôi. Trời, chiếu số like cô quá. Đây nè, đây là một cặp hôm nay nè. Đấy, vuốt vuốt các kiểu. Biết sao không, tại vì tụi mình tới đây là mưa lớn lắm, cho nên là giờ tóc tai là bết nè. Sáng là gọi đầu tắm rửa sạch sẽ để đi gặp cô mà giờ tóc bớt vậy nè. Rồi tôi nhìn mà tôi tức á. Tức luôn á. Đúng rồi, tức luôn á. Cái này là cái gì chị? Bột xào tỏi. Bột tỏi, xào tỏi luôn nè. Đây là chảy giò. Cái ớt kia nha. Tại cái này nấu ra đầu tiên nên tụi mình bán không hết. Đây là trái cây. Dạ? Chảy giò trái cây. Chảy giò trái cây á. Ừ. Thôi một tí mình thử cái này. Cái này là mình làm thịt sản. Cô định quay lại mà ông Cường nó ăn hết trơn rồi nè. Chạy. Cô định quay lại đó mà ông cho ông ăn hết trơn nè. Đây mọi người, bây giờ thì mình sẽ đó là ta sẽ đủ không minh hiếu tóc của mình. Bây giờ mình đã chọn được một cái bài đi mix lại cái bài đi đường gì của cô rồi, bây giờ mình sẽ quay lại trước. Bây giờ đây là thứ hai xin có tiền đi đường gì không, có cô tiền lớn mình là tiền tóc. Đây trời ơi, tiền tỷ em không có, lẽ em có cả tỷ luôn.
tính. Giờ coi thành phẩm nè mọi người. Này là 20 nè, 10 nè, đi đường quyền không? Bây giờ là 7 giờ 35 phút và tất cả mọi người đã về khách sạn rồi đây. Và để xem, người thì đang tắm rửa, người thì đang dưỡng da mặt như đây. Lady phóng nhìn em đấy. Tầm 8 giờ mấy 9 giờ, sau khi nghỉ ngơi một tí thì tụi mình sẽ tụ tập qua bên bất kỳ một cái phòng nào đó để làm gì vậy ta? Chơi trò chơi. Làm mạnh không? À, trước khi tham gia trò chơi lành mạnh thì chắc là mình sẽ tẩy trang chắc. Mà ok, thì bây giờ thì chắc là mình sẽ rửa mặt, rồi sau đó mình sẽ đi tắm. Bởi vì hôm nay đi quay thì như các bạn đã thấy đó, tụi mình gặp trời mưa. Nhưng mà cũng rất là may là mưa lúc mà tụi mình đi ăn, chứ không phải là mưa lúc quay, cho nên cũng chả sao. Mình phải tắm gội đầu lại hết. Cũng hơi bực bội tại vì bạn là tóc dài, mà tóc dày thì chắc cũng hiểu cảm giác này ha. Mỗi lần gội rồi xả rồi sấy rồi dưỡng nó rất là mệt mỏi, nhưng mà cũng phải chịu thôi, tại vì đi quay mà lên hình với cái đầu bết bết thì cả người quay lẫn người xem đều khó chịu. Cho nên thôi bây giờ mình sẽ tắm và tầm chắc là một khoảng 2 tiếng nữa mọi người nghỉ ngơi xong sẽ kéo qua phòng mình hoặc là phòng ở giữa để mà chơi gì thì cố video biết. Trời, mọi người ơi, không tin luôn á. Mình chỉ định ngủ tầm 1 tiếng đồng hồ thôi, sau đó chờ mọi người tập trung qua phòng bên phòng Cường để chơi Uno. Nhưng mà mình ngủ một phát 3 tiếng đồng hồ luôn. Bây giờ thì mình không biết bên đó tình hình sao, để gõ cửa đi. Nghe đây. Hỏi tình hình. Mọi người đâu rồi? Ngủ rồi. Ngủ. 12 giờ đêm rồi, mày hỏi giờ đêm không có ai ngồi không em nè. Nhưng mà anh không được ngủ. Tại sao? Đi nấu giùm em ly mì. Xuyên đi. Đi bộ luôn hả? Two very boring minutes later. À, nói cho đúng hơn á, là bây giờ anh hết giá trị đại dụng rồi, anh có thể về phòng của anh. Em về đây. Ngủ ngon, bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Ý Nhi TV sẽ có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye.